muốn làm đại lý phân phối trong ngành vật liệu hoàn thiện, vật liệu xây dựng, nhưng mà chúng ta có số vốn thì rất là ít, chỉ từ 50 đến 100 triệu thì có làm được hay không, và làm cách nào để chúng ta có thể bao phủ thao tóm được thị trường ở khu vực của mình. Thì hôm nay Hạ sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta ít vốn nhưng vẫn có thể làm được đại lý trong cái ngành vật liệu xây dựng này. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích, hãy đăng ký kênh ủng hộ Lê Hạ và Haroma nhé. Quay trở lại chủ đề rằng là vốn ít thì có làm được đại lý hay không. Thông thường với một số ngành thì 50 đến 100 triệu nó cũng đã là một số vốn tương đối. Tuy nhiên vào cái ngành vật liệu hoàn thiện, vật liệu xây dựng này thì số vốn đó đôi khi nó chỉ đủ cho chúng ta làm từ 2-3 công trình bình bình thôi. Còn nếu mà với số vốn đó thậm chí là một công trình lớn có thể là không đủ cho cái lượng vật tư để cung ứng cho một công trình lớn. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm được đại lý phân phối trong cái ngành này được, cũng như là làm sao để chúng ta có thể thâu tóm được cái thị trường khu vực đó. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn, trước khi bạn bắt tay vào và quyết định làm phân phối cho một nhãn hàng nào đó, làm đại lý cho một cái thương hiệu về vật liệu hoàn thiện, vật liệu xây dựng đi, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch kinh doanh. Cái kế hoạch này là kế hoạch làm thật, ăn thật, và cái cách mà chúng ta sẽ triển khai vào thị trường đó như thế nào. Ít nhất rằng là nếu như bạn không có vốn ấy, thì bạn phải có được cái sự sáng tạo trong cái việc khai phá thị trường, có một cái sự tâm huyết vào đó. Và sau khi có được cái kịch bản đó rồi thì chúng ta tiếp tục làm việc với đối tác mà chúng ta đã lựa chọn để sẽ làm đại lý. Thì để làm sao thuyết phục được họ cho mình được một cái cơ chế giá tốt để mình có thể vào thị trường. Đương nhiên là giá thì luôn luôn nó đi theo là cái số lượng khả năng vốn của chúng ta. Tuy nhiên ấy, thì mình biết rằng là cái việc giới hạn về cái số vốn của mình rồi. Thế cho nên là cái kế hoạch này là một trong những cái để chúng ta có thể ghi điểm với cả bên nhà phân phối, nhà cung cấp. Và chính cái kế hoạch này cũng là một trong những cái lợi thế để các bạn có thể mang ra đàm phán với nhà cung cấp. Và cái cách thông thường mà chúng ta thường làm ấy là có 50-100 triệu thì chúng ta sẽ nhập một lượng hàng về tồn kho để cửa hàng của mình, sau đó thì phân phối lại. Nhưng thực sự rằng với 50-100 triệu này, cái lượng hàng của bạn như lúc đầu mình nói ấy, là các bạn sẽ không có nhiều hàng đâu. Và khi mà mình không có quá là nhiều hàng như vậy, không có nhiều hàng và mặt hàng nó không đa dạng, nó sẽ bị giới hạn bởi vì cái số lượng vốn của chúng ta bỏ ra mà. Vậy thì mình đề xuất cho các bạn một cái giải pháp là thay vì là chúng ta làm theo cách cũ, đó là nhập hàng về để cửa hàng và phân phối lại, thì chúng ta hãy đàm phán với nhà cung cấp theo hình thức ký quỹ. Bạn hãy ký quỹ với cái số vốn mà bạn sẽ có ở đó để đàm phán được với nhà cung cấp một cái giá tốt hơn. Khi mà bạn ký quỹ ở mức 50 triệu chẳng hạn thì bạn sẽ đàm phán cái mức cơ chế giá tầm từ khoảng 100 triệu. Khi mà bạn làm theo hình thức ký quỹ thì bản thân nhà cung cấp đấy, họ cũng có những lợi thế về việc sử dụng vốn và cái việc tiền tươi, thì họ cũng sẽ có những cái lợi thế về giá ưu đãi cho bạn. Khi xác định muốn làm đại lý và xác định muốn ôm thị trường thì cái cơ chế giá cũng như là cái giá thành cái sản phẩm của bạn phải đủ tốt thì bạn sẽ cung ứng được số lượng lớn cho cái thị trường đấy. Đôi khi không phải là lấy giá là cái thứ quan trọng nhất, nhưng mà để làm được một số lượng lớn với sản phẩm đại trà thì cái giá là một cái thứ nó quyết định cái tỷ trọng vô cùng là lớn. Đấy là theo cái quan điểm của mình. Và bạn hãy thay vì ôm hàng theo những cách cũ, nhập về tồn kho và sau đó phân phối lại, thì bạn cũng đang vẫn đang bị chịu giá cao. Thì thay vì đấy, bạn hãy đàm phán với họ theo hình thức ký quỹ để bạn có được cả cái kho hàng của họ. Thay vì là cái lượng hàng nèo tèo mình nhập về thì bây giờ mình bán cả cái kho hàng của họ, sẵn sàng cung ứng số lượng lớn với cái thị trường. Và bản thân cái giá lúc này của bạn cũng đã được giá ở phân khúc cao hơn do là hình thức ký quỹ, chứ không phải là hình thức mà nhập thẳng. Và hãy sử dụng cái kho hàng của họ, thay cái kho hàng đó, mình coi như nó là kho hàng của mình và bắt đầu phân phối toàn bộ các cái sản phẩm đó chào mời. Cái thời điểm mà chúng ta vốn ít ấy, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đấy chính là tập trung vào bán hàng và marketing. Làm sao để truyền thông được cái sản phẩm đó, tôi có sản phẩm đó. Và thay vì thuê kho bãi với chi phí cao, thuê kho bãi cửa hàng với chi phí cao, thì hãy sử dụng luôn cái kho hàng của họ đã có một lượng hàng sẵn đầy đủ mẫu mã sản lượng rồi. Chúng ta hãy sử dụng cái kho hàng đó coi như là kho hàng của chúng ta, và thay mặt công ty tiếp cận đến thị trường mà chúng ta đang có cái kế hoạch để khai phá thị trường đó. Và bằng cái cách đó thì bản thân các bạn sẽ có những lợi thế giá tốt hơn. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc là đàm phán giá với cả các cái bên đơn vị nhà cung cấp, và cũng như là mình sẽ có những cái cơ chế tốt để mình vào thị trường và ôm thị trường được nhanh hơn. Đó cũng là một trong những cái chiến lược bạn sẽ đứng trên vai người khổng lồ. Hãy sử dụng họ như là một cái công cụ của mình, sử dụng nhà cung cấp như là một công cụ của mình, hãy coi họ là mình, và mình sẽ sử dụng luôn cả cái kho hàng đó của họ là kho hàng của mình. Bằng cách này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều đấy ạ.
thay vì là mình cứ tưởng muốn làm theo cái cách cũ là nhập mấn nguồn lực và cho nó đảm bảo chắc chắn. Còn khi mà các bạn có số vốn đủ lớn cũng như là có đủ về mặt tiềm lực tài chính rồi thì cái cách mà chúng ta sẽ làm ấy thì nó sẽ phải khác đi. Lúc này bạn sẽ sẵn sàng cung ứng một lượng số lượng lớn và cái cách làm lúc đó sẽ là một cách làm của ông lớn. Thì chúng ta sẽ bàn trong những cái video tiếp theo. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể để lại phần bình luận. Lê Hạ và Haroma sẽ hỗ trợ cùng giải đáp với các bạn. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ Lê Hạ và Haroma nhé.